Thông tin từ công an thành phố Cần Thơ, nguyên nhân ban đầu gây nên vụ cháy gara mua bán phụ tùng ô tô Kim Thu ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều có thể do chập điện khởi phát từ khu vực phòng sơn của cơ sở. Nhân viên của gara này cho biết khi khói lửa bùng phát từ khu vực phía sau rồi lan mạnh ra khu vực phía trước, có nhiều nhân viên đang làm việc. Tập thể đã dùng các bình chữa cháy dập lửa nhưng không được nên cùng chạy thoát ra ngoài ngọn lửa lan mạnh đến các tầng tiếp theo, một trệt, hai lầu trong điều kiện thời tiết hanh khô và có gió lớn. Phòng PC07 nhanh chóng điều động 9 xe chữa cháy và 80 cảnh sát đến hiện trường triển khai cứu hộ, chia làm nhiều mũi tiếp cận, đưa vòi rồng phun nước dập lửa. Đến 12 giờ cùng ngày, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Theo báo cáo nhanh, trong quá trình cứu hỏa, có hai cảnh sát bị thương nhẹ, một xe thang làm nhiệm vụ cũng bị lửa làm hư hỏng. Vụ cháy khiến 10 ô tô của khách hàng bị hư hỏng với mức độ khác nhau tại các tầng cùng nhiều máy móc thiết bị, hàng hóa, tổng thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.